Chào mừng mọi người đến với 3D Easy và mình là Phú. Và như đã hứa thì hôm nay mình sẽ chính thức cho ra mắt cái series Subtle Mentor. Thì thông qua cái series này, ngoài việc hướng dẫn cho mọi người sử dụng phần mềm này thì mình còn muốn giới thiệu những cái cơ bản nhất, những cái cách làm việc để chúng ta có thể làm texture cho một cái model 3D. Thì với cái phần đầu tiên ngày hôm nay mình muốn nói đến đó chính là bitmap là gì và tại sao chúng ta cần phải bitmap. Nào, không làm mất thời gian nữa, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu thôi. Thì tại sao chúng ta bitmap? Vì là khi mà chúng ta làm texture là chúng ta sẽ làm texture lên cái phần model low poly như ở đây. Và cái model này thì nó sẽ không có những cái detail giống như là cái model 2 bên này. Thì vì sao? Là tại vì cái model 2 này nó sẽ có nhiều lưới, nhiều polygon và nó sẽ rất là nặng. Ngược lại thì nó sẽ có rất là nhiều những cái detail litty đẹp và những cái detail chi tiết hơn là cái phần model low poly này. Cho nên là khi mà chúng ta bitmap là chúng ta sẽ lấy những cái detail ở cái phần này và chúng ta back qua bên cái model low này để cái phần model low này sẽ có những cái thông tin detail tương tự như là model high poly. Thì nguyên tắc bitmap như thế này, nghĩa là đó, khi mà các bạn nhìn cái mặt cắt của model đây thì cái bề mặt của model high res nó sẽ lượn sóng như thế này, là nó có rất là nhiều những cái detail. Trong khi đó cái model low res của chúng ta thì nó chỉ là những cái mặt phẳng trơn như thế này thôi. Thì khi mà chúng ta bitmap thì chúng ta sẽ lấy những cái thông tin đó và chúng ta back lên một cái tấm texture. Và cái tấm texture đó sẽ chứa những cái thông tin model high poly này. Và cái model low res này nó sẽ có UV. Và khi mà chúng ta có UV thì chúng ta sẽ gắn được cái thông tin texture này ngược lên trên cái model high res để nó có thể hiển thị được high res giống như là cái model high poly này. Đối với những cái phần mềm thông thường á, khi mà bạn bitmap, khi mà object đơn như vậy, như thế này thì rất là dễ dàng bitmap, tại vì nó sẽ khó xin lỗi. Nhưng mà đối với những cái object phức tạp, nó có nhiều những cái object, nó những cái cạnh này, rồi những cái object nó chồng lấn lên nhau như thế này, những cái khu vực này chẳng hạn. Thì ở đây mình sẽ có ví dụ về cái mặt cắt như vậy. Ở đây là chúng ta sẽ có một cái model low poly thứ nhất, mình gọi là low res 1, nó nằm ở đây và nó cắt cái model low res 2 như thế này. Và nó sẽ cắt nhau ở vị trí này đó. Và ở đây để mà bitmap thì hai cái model nó phải nằm chồng lên nhau thì mới có thể bắt được. Cho nên là cái hai low res 1 nó phải nằm chồng lên cái low res 1 là nó nằm ở vị trí này. Và cái hai res 2 thì nó phải chồng lên cái low res 2 thì nó phải nằm ở vị trí này. Thì như các bạn thấy ở đây nhìn thì nó rất là đơn giản. Đối với một object thì rất là đơn giản, mà đối với nhiều object các bạn thấy cái high res 1 và 2 nó lại cắt nhau ở đây. Cái high res 2 nó lại cắt high res 1 vào vị trí này. Và tương tự nó cắt nhau rất là nhiều vị trí đùm đùm men hết. Cho nên là khi mà các bạn back map, ví dụ như các bạn back high res 1 qua low res 1 thì do là những cái vị trí cắt này nó quá gần nhau, ví dụ như high res 1 nó gần với lại low res 2 chẳng hạn, thì đôi khi là cái phần mềm back nó sẽ back lộn cái detail của high res 1 qua cái phần low res 2 này luôn. Và tương tự như vậy, cái phần high res 2 nó bắt vô cái low res 2 này. Thì những cái phần không cắt nhau thì không sao, nhưng mà những cái phần mà nó cắt với cái low res 1 ở bên này thì nhiều khi nó sẽ bắt cái detail vô trong low res 1, nó sẽ làm bộ đồ chúng ta lỗi tùm lum, nó nghĩa là nó lộn xộn, nó sẽ làm lỗi. Cho nên là đối với Subtle Mentor, khi chúng ta bitmap thì chúng ta sẽ đặt tên đúng, nghĩa là đặt tên high res mét 1 xếp gạch 2 chẳng hạn, mét 1 xếp gạch low, mét 2 xếp gạch 2 và mét 2 xếp gạch low chẳng hạn. Thì đặt tên đúng thì những cái object nào cùng tên như mét 1 thì nó sẽ back 2 với low với nhau, và mét 2 thì sẽ back 2 với low của mét 2 với nhau, nó không có back lộn với nhau được. Khi mà chúng ta đặt tên đúng thì nó sẽ back những cái object nào cùng tên với nhau thì nó sẽ back chung với nhau, thì nó sẽ tránh đi ra những cái trường hợp lỗi giống như là mình diễn tả ở đây. Thì để mà làm được điều đó thì đầu tiên chúng ta phải cần một cái công đoạn, đó là chuẩn bị mesh, là chuẩn bị cái mesh trước khi chúng ta back. Thì với công đoạn này chúng ta có thể làm trong những cái phần mềm model mà mọi người hay sử dụng, Maya hoặc là 3D Max gì đó, hoặc là những cái phần mềm Blender gì đó, tùy mọi người model bằng cái gì mà có thể chuẩn bị bằng cái đó. Thông qua cái video ngày hôm nay, mình hy vọng đã giúp cho mọi người hiểu rõ hơn được là bitmap là gì và quá trình và tại sao chúng ta cần phải bitmap. Thì nếu mọi người thấy những cái kiến thức này hay và bổ ích thì nhớ like và share nó cho bạn bè để cùng xem nhé. Và subscribe channel của mình để xem những video tiếp theo trong series Subtle Mentor nha.
Bye bye.